Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 3 tháng 8 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn và đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số địa phương. Thêm ca dương tính liên quan đến bệnh nhân ở xã Tân Dân, huyện Khoai Châu. Nhiều thói quen thay đổi để thích ứng trong thời điểm dịch COVID-19. Chuẩn bị các điều kiện thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Hỗ trợ người lao động doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Công an tỉnh triệt phá đường dây lô đề tại huyện Ân Thi với số tiền giao dịch 300 triệu đồng một ngày. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên đi thăm kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Văn Lâm và một số chốt liên ngành kiểm soát phòng chống dịch. Cùng đi có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến thăm kiểm tra và tặng quà cho lực lượng liên ngành đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt liên ngành xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, khu vực cầu vượt Phú Nối sau cắt với quốc lộ 5. Đây là các tuyến giao thông huyết mạch và là cửa ngõ quan trọng vào tỉnh Hưng Yên. Chia sẻ với những khó khăn vất vả của lực lượng trực chốt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 ở các địa phương lân cận, sự an toàn của Hưng Yên phụ thuộc rất nhiều vào việc kiểm soát người và phương tiện qua lại. Vì vậy các chốt phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát người và phương tiện, đảm bảo các trường hợp vào địa bàn phải đáp ứng những quy định của tỉnh, kiên quyết từ chối, buộc quay đầu đối với tất cả các trường hợp không đủ điều kiện, quyết tâm giữ vững Hưng Yên là một thành trì vững chắc, đồng thời phải tạo điều kiện cho các phương tiện chở nông sản, nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất và các khu cụm công nghiệp trên địa bàn để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép. Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận định tỉnh Hưng Yên vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, trong đó các tổ COVID cộng đồng đã phát huy hiệu quả để kiểm soát phòng chống dịch bệnh, nhất là việc kiểm soát phát hiện người về từ vùng dịch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin thêm, Bộ Y tế đã có kế hoạch phân bổ cho tỉnh Hưng Yên 1,7 triệu liều vaccine, đảm bảo tiêm đủ 2 mũi cho những đối tượng đủ điều kiện tiêm trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao 30 triệu đồng cho xã Tân Quang để hỗ trợ hoạt động của các chốt kiểm soát. Đây là kinh phí hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa ủng hộ công tác phòng chống dịch của tỉnh Hưng Yên do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận và quản lý. Thông tin mà chúng tôi vừa nhận được cũng trong chiều nay, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đi kiểm tra và động viên các thành viên đang làm việc tại các chốt liên ngành của tỉnh về kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra 7 chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng, điểm nút giao xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, xã Phù Ổng và xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, cầu Tràng, cầu La Tiến, huyện Phù Cừ, cầu Triều Dương, huyện Tiên Lữ và cầu Hưng Hà, thành phố Hưng Yên. Đây đều là những chốt kiểm soát người đến từ thành phố Hà Nội, các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam vào Hưng Yên. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cán bộ chiến sĩ, lực lượng trực chốt cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy trình kiểm soát dịch bệnh COVID-19, không có trường hợp ngoại lệ. Các ngành chức năng phải bố trí lực lượng trực tại các chốt, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, rõ người, rõ việc, chia thành các ca trực luân phiên, bảo đảm hoạt động 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện tham gia giao thông vào địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Đồng thời, đảm bảo các điều kiện làm việc, trang thiết bị bảo hộ an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm cho lực lượng làm nhiệm vụ. Tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Trần Quốc Toàn đã tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch, quyết tâm khắc phục, vượt qua mọi khó khăn vất vả, cùng chung tay ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi nhận được thông tin khu đô thị Eco Park có liên quan tới nhà cung cấp thực phẩm Thanh Nga ở Hà Nội, nơi mới xuất hiện các ca F0 là nhân viên giao thịt cho chuỗi các cửa hàng của Vinmart, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Giang đã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch khu đô thị Eco Park triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, sau khi làm việc với quản lý chuỗi Vinmart Cộng và đơn vị cung cấp là công ty Thanh Nga có ca F0, Ban chỉ đạo phòng chống dịch khu đô thị Eco Park đã phối hợp với các đơn vị đóng cửa toàn bộ 7 cửa hàng
Bên cạnh đó, đơn vị lấy mẫu xét nghiệm cho 28 nhân viên liên quan và đã có kết quả âm tính lần 1. Để phòng chống dịch bệnh lây lan vào địa bàn, huyện Văn Giang thành lập 2 đội phản ứng nhanh của huyện, 11 đội phản ứng nhanh cấp xã, 87 tổ phòng chống dịch thôn, khu phố và 56 chốt kiểm soát phòng chống dịch theo chỉ đạo trong kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo ngành y tế, UBND các xã thị trấn ra soát kiểm tra vật tư trang thiết bị bổ sung đầy đủ phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Duy trì hoạt động khu cách ly tập trung của huyện tại Đại học Mở Hà Nội cơ sở 2 thuộc xã Long Hưng. Hôm nay Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính mới có địa chỉ tại thôn Bãi Sậy, xã Tân Dân, huyện Khoai Châu, là con gái của bệnh nhân 157.770. Ngay sau khi có kết quả khẳng định dương tính, công tác truy vết lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến ca bệnh mới cũng được khẩn trương thực hiện. Qua test nhanh có 3 trường hợp F1, F2 của bệnh nhân có kết quả dương tính, đang chờ kết quả test PCR. Ca bệnh mới ghi nhận vào sáng ngày 3 tháng 8 là con gái của bệnh nhân 157.770 đi cùng mẹ đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Phú Nối ngày 1 tháng 8. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Phú Nối âm tính, được chuyển đến cách ly theo dõi tại Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên. Đêm qua, xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính. Ngay trong sáng nay, các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng khẩn trương. Thông qua test nhanh, 3 trường hợp tiếp xúc gần là anh trai, bác và chị họ của bệnh nhân trú tại thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ có kết quả dương tính. Điều đáng nói, 2 trong số 3 trường hợp này cũng thường xuyên đi lấy hoa quả tại chợ Đông Tảo và giao bán tại thành phố Hà Nội, nhưng không khai báo y tế với địa phương, dẫn đến khó khăn trong kiểm soát, phòng dịch tại địa phương. Bên cạnh đó, thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú cũng buông lỏng không kiểm soát được các đối tượng này. Công tác tố giác người về từ Hà Nội cũng không được lưu ý. Ngay sau khi có kết quả test nhanh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Yên Phú đã khẩn trương phun khử khuẩn toàn bộ khu vực sinh sống của gia đình các trường hợp, rà soát, khoanh vùng được 15 F1, 77 F2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay trong chiều nay, thiết lập vùng cách ly, thành lập chốt kiểm soát người ra vào khu dân cư, sẵn sàng thực hiện các biện pháp cách ly phong tỏa và dập dịch trong trường hợp các ca nghi nhiễm có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn về việc tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng. Theo đó, các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Cử người phát ngôn chủ động cung cấp thông tin trong mọi tình huống, bảo đảm thông tin được cung cấp nhanh nhất, không bị động bất ngờ, tuân thủ kỷ luật phát ngôn, thống nhất đầu mối phát ngôn, tránh tình trạng cùng một sự việc nhưng các ngành địa phương lại phát ngôn không thống nhất, dẫn tới việc bị suy diễn, xuyên tạc. Trong trường hợp sở ngành địa phương phát sinh việc đột xuất, sự cố bất thường thì cần nhanh chóng cung cấp thông tin ban đầu cho các đơn vị báo chí trong tỉnh. Trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo và giải pháp xử lý bước đầu sự việc nếu có. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, nhất là thông tin trên không gian mạng về công tác phòng chống dịch tại sở ngành địa phương để xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân, doanh nghiệp. Các cơ quan đơn vị quán triệt yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc quyền quản lý tìm hiểu kỹ nội dung trước khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, không đăng tải phát tán tin giả tin sai sự thật, gây hoang mang hiểu lầm về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường rà quét, phát hiện kịp thời tin giả tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Khi phát hiện tin giả tin sai sự thật, cần phối hợp với lực lượng chức năng của Công an tỉnh và lực lượng liên quan kịp thời xác minh đối tượng phát tán tin, phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định nguồn tin, công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật, chủ động xử lý nghiêm theo thẩm quyền các đối tượng phát tán thông tin vi phạm pháp luật trên địa bàn. Trường hợp không xác định được danh tính, nhân thân của đối tượng vi phạm, cần phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an để có biện pháp ngăn chặn nội dung vi phạm trên không gian mạng. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và cá nhân đăng tải phát tán tin giả tin sai sự thật, gây hoang mang, hiểu lầm về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhiều thói quen, nếp sống của người dân trong tỉnh đã thay đổi nhằm bảo vệ sức khỏe và góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch. Thường xuyên rửa tay sát khuẩn, súc miệng bằng nước muối, chỉ ra khỏi nhà khi có việc thật cần thiết, hạn chế đến mức tối đa việc mời khách tới nhà chơi, không liên hoan tụ tập đông người,
gặp nhau không vồ vập bắt tay. Là hàng loạt những thói quen mới được hình thành kể từ khi có dịch Covid-19 mà ông Cao Văn Hợp thực hiện. Trước đây thì là tôi có cái thói quen đi làm nơi công cộng về là tôi cũng chỉ có rửa mặt xong là thôi. Nhưng mà đến khi mà từ khi có cái dịch bệnh nó xảy ra thì là cái thói quen thường ngày bây giờ thì tôi lại có thêm các cái công tác phòng chống dịch, tức là bước nước xúc miệng, thế rồi là sát khuẩn tay để tránh lây lan các dịch bệnh trong gia đình trước khi mình ở trong nơi công cộng trở về. Từ trẻ nhỏ đến các cụ già, hễ có việc ra khỏi nhà là đeo khẩu trang. Bà Vũ Thị Tuyết cho biết, lúc đầu đeo khẩu trang thấy rất khó chịu và bức bối. Tuy nhiên giờ đây, chiếc khẩu trang không chỉ dừng lại ở chức năng chống nắng, chắn bụi nữa, mà giờ đó là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng chống dịch. Trước đây thì ra đường thì lúc thì đeo, lúc thì không. Thế nhưng từ khi mà dịch Covid đến giờ thì là cái khẩu trang lúc nào cũng để ra cửa, bước chân ra khỏi cửa cái là đeo khẩu trang, kể cả là chồng con, các cháu ra ngoài là nhắc nhở nhau. Thậm chí có khi phải mang hai ba cái đi, để ví rơi thì lại có cái khác. Một thói quen khác đang từng bước được hình thành. Nếu như trước đây, khi có vấn đề về sức khỏe, người dân sẽ đến ngay bệnh viện, thì hiện nay người bệnh đã gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn. Chúng tôi cũng đã triển khai cái chương trình tư vấn sức khỏe qua điện thoại, có cái sự tham gia của tất cả các bác sĩ ở các chuyên ngành. Bước đầu cũng đã được sự quan tâm, chú ý của người bệnh, cũng đã có các cái cuộc điện thoại gọi đến trao đổi với bác sĩ. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19 được các gia đình dòng họ trong tỉnh hưởng ứng thực hiện. Thay vì tổ chức linh đình hàng trăm mâm cỗ, thì nhiều đám cưới hoãn tổ chức hoặc hạn chế đến mức thấp nhất số lượng khách mời. Các đám hiếu cũng tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm. Đám ma thì hầu như là 100% là không tổ chức, coi như là gỗ bàn. Để thích ứng với điều kiện học tập, làm việc, sinh hoạt trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát nguy hiểm khó lường, thì mỗi người dân trong tỉnh đã và đang tự giác điều chỉnh các thói quen để phù hợp và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kim Động đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước trước những khó khăn chung của doanh nghiệp, người dân. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kim Động đã đẩy mạnh công khai chính sách đến các điểm giao dịch xã với phương châm mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên, nhằm tuyên truyền chính sách đến hơn 230 doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đối với người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc khi có đủ các điều kiện như có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Thời hạn cho vay dưới 12 tháng với lãi suất cho vay là 0% năm. Đặc biệt, khách hàng không phải thực hiện đảm bảo tiền vay. Bên cạnh đó, xác định các hộ nghèo, gia đình chính sách là nhóm chịu nhiều ảnh hưởng nhất của đại dịch COVID-19. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách huyện Kim Động luôn phát huy vai trò là cầu nối đưa các chính sách tín dụng ưu đãi đến với người dân. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cho trên 1.300 khách hàng vay với số tiền trên 50 tỷ đồng ở 11 chương trình tín dụng. Doanh nghiệp chúng tôi có 80 lao động. Với cái tình hình này thì công ty đã phải cho nghỉ việc luân phiên, chứ không thể làm việc liên tục được. Chúng tôi cũng được Ngân hàng Chính sách Kim Động đã tạo điều kiện để cho tôi tiếp cận ngay cái nguồn vốn. Ngày hôm nay chúng tôi được lĩnh thì chúng tôi sẽ về giải ngân chi cho tiền lương để hỗ trợ cái khó khăn cho các công nhân phải ngừng việc tạm thời. Bên cạnh cái việc cho vay đúng đối tượng thì đối với những cái hộ gặp khó khăn do dịch bệnh là chúng tôi cũng có những cái chính sách như là giãn nợ, hoãn nợ, gia hạn nợ, hoặc là cho vay lại đối với những cái hộ khó khăn để người ta tiếp tục lấy cái nguồn vốn đó để người ta tái sản xuất, để khắc phục những cái khó khăn vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, dù ai buôn bắc bán đông, đố ai quên được nhãn lồng Hương Yên. Trái nhãn từ lâu đã được đi vào những câu ca vần thơ về đất và người Hương Yên như một điều không thể thiếu. Đến với Hương Yên vào mùa nhãn chín, được ngắm nhìn những chùm nhãn trĩu quả, tự tay hái và thưởng thức hương vị ngọt thơm đặc trưng của trái nhãn lồng thì đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ nhất đối với bất kỳ ai.
Hưng Yên được biết đến là thủ phủ của cây nhãn. Nhắc đến Hưng Yên, người ta nhớ ngay đến trái nhãn lồng bổ ngập giao phay. Cây nhãn đã gắn liền với đời sống của người dân Hưng Yên bao đời nay. Vừa mang giá trị về văn hóa, nó còn mang giá trị kinh tế, giúp người dân có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đến Hưng Yên vào mùa nhãn chín, du khách có thể dễ dàng được ngắm nhìn những chùm nhãn chín chĩu chịt trên cây. Mỗi con đường, bờ đê hay bất cứ nơi đâu đều là những hình ảnh bạt ngàn của cây nhãn, tạo nên một nét độc đáo của miền quê Hưng Yên. Năm nào tôi cũng đến các vườn nhãn coi như để đặt thu mua các nhãn ngon, làm quà biếu đi các nơi. Tôi cũng rất tự hào về mình sinh ra ở đất Hưng Yên có sản phẩm ngon và quý này. Tôi đang sinh sống và làm việc ở Đức. Đã mấy năm nay thì tôi không thể về thăm quê. Sau đó cứ đến mùa nhãn chín tôi lại cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê và nhớ hương vị ngọt ngào của trái nhãn quê tôi. Ở đây thì tôi vẫn có thể mua được nhãn, nhưng nó không có vị ngọt, thơm và đặc trưng như trái nhãn đồng Hưng Yên. Hưng Yên được biết đến với rất nhiều loại nhãn ngon như nhãn đường phèn, nhãn củi cổ, nhãn quả vuông, nhãn hương chi. Tuy nhiên, giống nhãn quý, ngon và được mọi người yêu thích nhất chính là nhãn đường phèn. Giống nhãn mang hương vị ngọt, thơm đặc trưng của nhãn Hưng Yên mà nhãn ở các nơi khác không thể có được. Đây cũng là những giống nhãn đang được Hợp tác xã Nhãn Lồng Nễ Châu gìn giữ và triển khai mở rộng diện tích. Nhãn củi cổ và nhãn đường phèn là một trong dòng nhãn ngon nhất và đạt hiệu quả giá trị cao nhất và nhiều người tiêu dùng hiện nay đang thích. Hướng của Ban Quản trị Hợp tác xã Nhãn Lồng Nễ Châu chúng tôi là vận động bà con nông dân là tập trung và triển khai là trồng giống nhãn củi cổ. Trái nhãn Hưng Yên không chỉ dùng quả tươi để ăn mà còn có thể chế biến thành long nhãn khô, làm quà biếu và dùng để chế biến nhiều món ăn như chè sen, long nhãn, dùng làm vị thuốc và dùng trong chế biến các món ăn bồi bổ sức khỏe và được nhiều người ưa thích. Nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn và các nông sản, vừa qua tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu. Hội nghị đã kết nối trực tuyến với 44 điểm cầu ở 22 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là một cơ hội lớn giúp cho trái nhãn có thể tiến xa hơn tới thị trường trên toàn thế giới để mọi người có thể biết đến Hưng Yên với trái nhãn lồng Tiến Vua, một sản vật vô cùng quý giá. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đã kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi đợt 2 tại 4 điểm thi trên địa bàn huyện Yên Mỹ và Tiên Lữ. Hai đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tỉnh đã tới kiểm tra tất cả 4 điểm thi chính thức và một số điểm thi dự phòng tại huyện Yên Mỹ và Tiên Lữ về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết tổ chức thi, đặc biệt là công tác phòng chống dịch. Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo đề nghị các điểm thi khẩn trương khắc phục thiếu sót, hoàn thiện công tác chuẩn bị, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Trong đó, chú trọng phân luồng thí sinh, bố trí các phòng thi dự phòng cách biệt, hạn chế tiếp xúc đông người. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các điểm thi phối hợp với các trường trung học phổ thông, các địa phương rà soát thông tin, xác minh các thí sinh thuộc trường hợp F0, F1, F2, nhất là người có liên quan đến thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, do thôn này đang có đối tượng nghi dương tính. Đối với những thí sinh không đủ điều kiện dự thi, nhà trường hướng dẫn các em làm thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp theo quy định, đồng thời triển khai các biện pháp công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại khu vực lưu trữ bài thi, đề thi, phát hiện kịp thời các trường hợp gian lận thi cử. Được biết, trong đợt 2 này, toàn tỉnh có hơn 1.900 thí sinh dự thi. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua, huyện Khoai Châu đã xử lý 7 điểm vi phạm bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng. Hiện vẫn còn một số bến bãi ở xã Tứ Dân, Đại Tập, Chí Tân, Nhuế Dương dù không phép nhưng vẫn hoạt động. Các bến bãi này đều chất tải cao hơn so với quy định từ 2 đến 4 mét. Vị trí chất chứa vật tư, vật liệu không đúng quy định, xây dựng bến bãi không theo thiết kế. Trong đó có bến bãi của doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Vi Vân tại xã Chí Tân, bến bãi của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tuấn tại xã Tân Châu, giấy phép hết hạn sử dụng nhưng vẫn hoạt động.
Nhiều bến bãi không thực hiện nghiêm túc việc cấm bốc xếp quá tải cho các phương tiện vận tải. Đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng xe quá tải chạy trên đê, các đường giao thông. Một số trường hợp vi phạm làm cản trở dòng chảy, thay đổi chế độ dòng chảy gây mất an toàn cho hệ thống đê điều. Huyện Quế Châu đang rà soát quy hoạch cấp phép theo quy hoạch các bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm các bến bốc xếp vật liệu xây dựng vi phạm, dẹp bỏ những bến bãi trong quy hoạch hoạt động không phép. Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề với số tiền giao dịch một ngày lên đến 300 triệu đồng. Hồi 18 giờ 20 ngày 29 tháng 7 năm 2021, tại nhà riêng của Bạch Văn Tiệp, sinh năm 1988 ở phố Nguyễn Trung Ngạn, thị trấn Ân Thi, tổ công tác phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an huyện Ân Thi bắt quả tang Tiệp đang có hành vi mua bán số lô với số tiền là 5,6 triệu đồng. Thu giữ tại nhà Tiệp 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật dụng liên quan. Sau khi biết Tiệp bị bắt, 4 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chuyển nhận bảng lô đề với Tiệp đã ra đầu thú, gồm Trịnh Văn Công, Lương Ngọc Cường, Nguyễn Văn Tuấn đều ở xã Xuân Trúc và Giang Văn Huyện ở xã Đào Dương, huyện Ân Thi. Khoảng thời gian từ năm 2016 đến nay, Bạch Văn Tiệp đã có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với tổng số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng. Từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 7 năm 2021, Tiệp cùng với đồng bọn đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền giao dịch trung bình một ngày khoảng 200 đến 300 triệu đồng.